Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành công văn số 2342 về áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ thanh toán. Theo đó, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử lên ngân hàng của ngân hàng nhà nước cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh giảm cho tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đồng thời ngân hàng nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn ở mức giảm phí của ngân hàng nhà nước đã thực hiện Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài ra soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình, loại phí, mức phí và xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn giảm phí và thông tin công khai, rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.